hai anh nhớ đeo dây an toàn nha. Quay, không biết có anh Mập ngồi lên xe mình gọi là cái trọng lượng xe nó có được tăng lên không, để mình ôm cua cho nó gọi là mượt mà. Nào, ôm cua. Ôi trời đất ơi, rồi cảm ơn anh trai. Trời ơi, tưởng đâu lật xe rồi. Hên quá, được có anh trai gọi là anh ủi phát là lật lại chạy tiếp tục. Ui, lâu lâu khuyến mãi cho mấy anh trai trò chơi cảm giác mạnh thôi mà, đâu có gì đâu, bình thường thôi. Yo, nào lắc qua ghê không? Ủa, sao đoạn này nó kêu mình chạy thẳng ta? Ôi, chạy thẳng là bay xuống đây rồi sao? Anh chạy đeo dây an toàn nha. Chết luôn rồi, anh chạy ơi, chạy ơi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy mình chơi là cái nhân vật Michael. Mà các bạn thấy là mình có một cái quả đầu mới các bạn. Bình thường là Michael sẽ là tóc hói các thứ đúng không? Nhưng mà hôm nay là mình cho Michael chơi một cái quả đầu sừng sừng được các thứ luôn nè. Đó thì hiện tại là Michael đang ở nhà nha các bạn. Và ngày hôm nay là mình định sẽ vào để trải nghiệm cho các bạn xem một cái bản mod xe taxi Vinasun nha các bạn. Vinasun mình vừa fit lại được ấy, trên cái bản mod Toyota Fortuner các bạn nhá. Mình nay mình sẽ vào đấy làm nhiệm vụ gọi là lái taxi, gọi là anh taxi may mắn các bạn. Rồi thì trước tiên đi làm thì chắc chúng ta sẽ đi thay đồ chứ các bạn. Này, vô đây phòng thay đồ của Michael các bạn. Đó, mặc dù phòng thay đồ của Michael nhưng mà đồ gọi là của vợ Michael nhóc hết trơn. Đồ ngủ luôn nhóc hết trơn, đồ giả tiệc, đồ các thứ bên này là nguyên một đống giày guốc, giày cao gót rồi các thứ đó là rõ, nước hoa, nước méo gì cũng có hết, đủ hết. Bạn ghê à? Còn Michael chỉ có nhúm đồ bên này thôi. Bởi trưởng đi chơi. Ok, bây giờ để mình thay cái bộ đồ lái taxi cho Michael nha. Đây mình có chuẩn bị sẵn rồi. Đâu rồi? Đây. Đó. Thấy chưa? Áo sơ mi, quần tây, rồi giày các thứ nè. Rồi đeo cà vạt. Ok, sao cái cà vạt kỳ thế? Các bạn nhìn cái cà vạt này nó đeo kiểu nó không có được đẹp cho lắm ấy. Thôi rồi kệ đi. Rồi đi xuống nhà thôi. Khổ phải trưởng luôn ấy. Đây là nhà của Michael nha các bạn. Đi xuống lái xe thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ có nhiệm vụ là làm anh tài xế taxi nha các bạn. Đây là nhà Michael này nhưng mà thôi, không có giới thiệu đâu. Các bạn chắc nhiều các bạn biết lắm rồi đúng không? Ôi. Cái mod đồ họa này mình vừa mod lại đó các bạn. Không biết các bạn nhìn cái mod đồ họa này nó có đẹp không? Hay là các bạn thích mình chơi kiểu cái mod đồ họa màu nó đậm đậm ấy. Đồ họa này thì kiểu màu nó hơi chân thực. Rồi ok, chắc mình đấy, à, quên đó, lấy cái chiếc xe ra. Rồi để mình lấy cái chiếc xe ra các bạn. Đây, taxi. Đây. Ủa, kỳ vậy? Sao Vinasun được taxi màu vàng? Phải chứ, Vinasun là taxi màu trắng các bạn. Để mình đổi màu nó cái nữa. Đây. Màu nó đây, màu trắng này. Đây, màu trắng này các bạn, thấy nha. Nó có màu trắng trắng tinh và màu trắng đậm đậm hơn tí. Ok, lấy màu này. Ủa? Ơ, mình chỉnh cái gì xe nó thành xe mã bạc rồi. Rồi, ok, đây. Rồi. Đó, thì cái bản mod xe taxi Vinasun này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn hoàn toàn miễn phí ở cái link ở phía dưới nha. Mình sẽ dẫn cho các bạn đến cái web tải mod.com ấy. Thì mình sẽ đưa những cái mod mình chơi lên trên cái web tải mod.com cho các bạn nào thích thì tải về chơi luôn. Đó, xe mod hoàn toàn miễn phí luôn. Để cho các bạn xem nội thất nâng cái rồi mình đi nha. Đây. Bình thường là xe Fortuner kiểu Việt Nam là 9 chỗ cho các bạn. Còn trong này thì chỉ có 5 chỗ thôi. Nhưng mà kiểu chở đủ khách rồi. Tại vì khách trong này chỉ có 1-2 người gì thôi. Đây, có màn hình TV nữa nè. Màn hình TV đang mở gọi là clip của Nguyễn Quý Gamer các thứ. Bên này thì có một cái radio các bạn thấy không? Thường những cái xe taxi nó sẽ có cái gọi là bộ đàm radio để liên lạc tổng đài rồi các bạn. Đó đó, thấy tổng đài nó thông báo không? Đó, đúng là phải có thêm một cái gọi là bản đồng hồ tính tiền nữa. Ờ, nhưng mà mình mod không có được. Nên thôi kệ đi. Đồ họa này nó cứ bị sáng sáng làm sao hết các bạn. Không biết các bạn có thích không? Để mình chỉnh thử màu khác đây. Nè, cloud nè.
gì cũng được rồi, kệ bà nó đi. Ờ quên nữa, mình sẽ dùng hôm nay sẽ dùng một cái bản mod lái xe Uber mới nha các bạn. Nó là cái bản này Uber Driver, thì cái bản này mình cũng sẽ chia sẻ miễn phí cho các bạn ở dưới cái phần link tải mod ở dưới phần miêu tả cũng như là trên web tải mod.com luôn nha. Khi các bạn tải về thì các bạn bỏ những cái file vào cái thư mục rip hay là cứ vào game bấm F10 lên. Ủa nhầm, F6 lên chứ. F6 lên nó sẽ hiện cái bản này. Nó sẽ có hai cái chế độ, một là cái chế độ gọi là kiểu là lâu lâu mới có một cái hành khách đặt ấy, còn cái thứ hai là đặt khách nó sẽ đặt liên tiếp luôn. Nếu các bạn nào thích khách đặt liên tiếp thì các bạn có thể chọn cái chế độ thứ hai này. Setting là gì đây? Setting thì các bạn có thể là nó sẽ cho các bạn chọn là rước khách ở trong thành phố hay là rước khách ở ở vùng nông thôn ấy. Đó. Còn Star Ride thì là các bạn bấm vào một cái là có khách liền đấy. À, nhưng mà thôi để cái gì đi. Rồi ok. Đi đi các bạn. Ok, một ngày làm việc của anh tài xế may mắn. Cái con này nó rất là dễ lật nha các bạn. Đối với cái dòng xe Toyota mà đời 2010 ok mod lỗi bà đó rồi. Ok, bị gì thế nhỉ? Đối với cái dòng Toyota Fortuner đời 2017 trở về trước các bạn, nó được mệnh danh gọi là thánh lật các bạn. Đó, nên là cái con này nó cũng gọi là mình cũng sẽ cho nó lật lật chắc vậy. Trời đất ơi, mới nói luôn. Mới bảo là thánh lật cái lật luôn à. Các bạn thấy không? Ôm cua gắt một cái là nó lật liền đấy. Để mình ôm thử cái cua này cho các bạn xem. Lấy tốc độ rồi đó. Ôi ơi. Chưa. Rồi, cua này nè mình ôm gắt về nè. Đó. Rồi thôi xong rồi. Ôi banh xe thiệt luôn ấy. Rồi bây giờ làm sao lật lại đấy? Ê ông nội nó còn quay phim nữa phải chưởng anh trai. Ê, ơi, xe bị gì vậy? Hả? Các bạn nhìn nè. Nó xức cái phần nội thất ra, còn cái vỏ là nó còn ở ngoài nữa kìa. Phải chưởng cái xe của tôi. Ủa, gọi là anh này là cái gì nữa ta? Rồi cái này là cái gì? Ô này nó như kêu bị lỗi vậy đấy. Không hiểu nổi luôn ấy. Ok, để mình sửa cái xe lại cái nha. À, đây. Rồi, tự nhiên cái nó xức cái phần lỗi của chiếc xe các bạn. Nhưng mà bây giờ cái mod Uber nó bị lỗi rồi. Chắc các bạn phải đợi mình thoát ra để cài lại cái đó. Vái trưởng này chứ. Rồi thôi, để xe đây đi. Rồi, ok các bạn ơi. Mình vừa cài lại. Hot game ra, cài lại. Trời đất ơi, mới ra là bốn lật thứ rồi. Phái ca trưởng thì cái xe đúng là thánh lật luôn mà các bạn. Đây cái chiếc xe Vinasun các bạn thấy là mình làm giống không? À, bên này có logo Vinasun taxi, số điện thoại rồi các thứ nè. À, đằng sau thì cũng có logo Vinasun, số điện thoại rồi một cái mã gọi là 2116 là cái mã kiểu là mã định danh của xe ấy. Ôi có khách các bạn nhìn bên trái các bạn thấy không, bấm E để nhận còn bấm T để hủy các bạn. À, khách ở đâu thấy nhỉ? À đây rồi đó, các bạn thấy có tổng đài gọi mình liền không? Rồi, vô đây ôi rước bà chị đi đầu tiên. Hello bà chị. Ôi giời ơi, đi công viên đúng không, không có xe về đúng không, bút xe em là hợp lý rồi. Rồi bà chị này bà muốn về một cái tòa nhà gọi là Ellipsy gì đấy, ở đâu thấy nhỉ? Ở đâu? Ôi giời ơi, tiếp trên này à. Rồi ok, ở đâu cũng đi hết. Bà chị nhớ thắt dây an toàn vô nghe, chiếc xe của em chạy gọi là các bạn bảo là thánh lật đấy, nhưng mà em không biết có lật không. Trong này thì khi mà chúng ta chở khách như vậy thì các bạn thì chúng ta sẽ có được gọi là cái gọi là sao ta, gọi là khách sẽ đánh giá mình bằng cách là cho sao các bạn. Bình thường vô 5 sao là chạy đỉnh nhất rồi, hay là các bạn chạy dở tí thì cho 4 sao, hay là chạy như quần nữa đi người ta cho 1 sao. Đấy, thì sao càng nhiều thì các bạn sẽ được tiền tiếp, tiền bo càng cao nhá. Đây rồi, à cái nhà này à. Đây là cái nhà khác nữa, kìa. Bá cho dừng giữa đường nữa các bạn. Ôi xùi, đánh giá 5 sao quá đỉnh. Tiền xe là 79 đô với tiếp 65 đô, ôi xùi. Tiếp, tiền bo muốn mẹ kiểu là muốn hết bà nó cái bằng phân nửa cái tiền xe thì các bạn. Đúng là đại gia có khác. Rồi ôi, cảm ơn bà chị, cảm ơn bà chị. Rồi bà chị nó xuống bông đóng cửa cho mình nữa. Trời đất ơi. Xuống thì đóng cửa cho người ta. Rồi, ok. Xuống cũng không đóng cửa cho người ta nữa. Phải chưởng bà chị. Rồi, bây giờ mình với các bạn sẽ... Ê, có khách nữa, có khách nữa. Ôi, có khách ở đâu trong lùm, trong lú, trong kia vậy? Yeah, có khách, nhưng mà sao khách ở đâu quá ta?
Ui tuốt ở trong một cái đường hẻm nhỏ luôn. Ở đây à? Đây đây khách này. À cái anh này à? Lên xe này. Đấy xem có lâu không anh ấy? Chỗ này kiểu là một cái đoạn đường nó đang được sửa chữa các bạn. Anh này chắc thầu làm đường rồi đúng không? Thầu làm đường đúng không? Ở đây ơi, anh chạy nó đâu ra đầu xe em vậy? Đấy, có sao không anh chạy? Có sao không, có sao không? Em có làm gì anh đâu mà anh chạy dữ vậy? Trời ơi, mình đang quay đầu xe lại chạy rồi đi, ảnh sắn vô đầu mình. Bỏ cái tặc nha, chạy sắn sắn vô đầu xe tôi nha. Khổ thằng anh trai chưa? Rồi bây giờ mình chạy xuống cái... ở đâu vậy ta? Ở chỗ này. Anh này chắc đi mua đồ, anh lại cái shop quần áo nữa mà. Ok anh trai đeo dây an toàn vô các thứ nha. Để không là gọi là em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vô. Sorry, gotta cancel that job. Change of plans. Vô. Trời ơi đường gì mà đông thế nhỉ? Không sao anh trai ơi, lâu lâu cho anh cảm nhận gọi là cảm giác mạnh vậy mà có gì đâu. Anh trai thấy em biểu diễn có đỉnh không? Trời ơi xém mình với anh trai là ôm đắt rồi. Thành niên đó. Vô cho mình qua đi các bạn ơi, vô cho anh taxi may mắn có thể là đưa khách đến nơi một cách an toàn rồi. Quỷ nó chạy sắn cái đầu mình nữa. Vô nào lách qua kia. Ủa sao đoạn này nó kêu mình chạy thẳng ta? Ôi chạy thẳng là bay xuống đây rồi sao? Anh chạy đeo dây an toàn nha. Chết luôn rồi, à chạy ơi, chạy ơi. Rồi nó xong rồi lạc xe luôn rồi. Anh trai ơi, có sao anh trai ơi? Trời ơi, cái GPS nó dẫn mình đi đâu vậy trời? Đây mình cố gắng lạc xe lên lại coi. Chết tôi luôn rồi, lạc xe luôn rồi. Lạc được anh trai ơi. Rồi anh trai phái chứ vậy. Vừa được đi taxi mà vừa được chơi gọi là cảm giác mạnh nữa thì quá đỉnh của chớp rồi. Anh trai chắc quýu hết trơn rồi các bạn. Đại rồi, tới shop quần áo rồi anh trai ơi. Mua gì xuống đây mà mua? Đâu, mua ở đây đúng không? Đây. Trời, sợ quýu hết trơn. Rồi sao không đóng cửa cho người ta cho nổi? Đóng cửa lại. Đụng cái té luôn. Trời ơi, thằng kia nó còn chen vô nữa các bạn. Rồi, mình lên được level 2 rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi đến một cái... Cái gì vậy trời? Tự nhiên chạy cái nó sức cái xe ra luôn. Sửa xe này đây rồi. Mình đã lên được level 2 rồi và mình sẽ đi rước khách tiếp theo. Sao khách xa vậy? Ui tút trên này luôn à. Rồi bây giờ sẽ chạy lẹ lẹ lên tí các bạn. Đi chậm quá. Đó. Vô bên chạy. Dưới này nó có cái đường nữa các bạn. Hay là nãy anh kia cái CBS nó kêu đi cái đường dưới này. Tự nhiên mình đi lên cầu mình bay phát rồi. Lật xe luôn à. Đâu vậy? Ây ôi anh trai mặc áo hơi bị nổi luôn. Ui quắt tay các thứ nữa kìa. Ây ôi. Xe này anh trai có chừng lên lộn, có chừng lên lộn. Anh đứng yên đi em. Trời ơi anh đứng yên đi rồi em chạy lên tới chỗ anh luôn. Anh mắc gì anh phải đi ra tới hoặc này vậy? Trời ơi khổ anh trai không. Ta đi rồi ta thôi đứng yên đi. Ta xe ta chạy qua tới luôn mà. Dịch vụ người ta là rước tận nơi, đưa tận nơi mà. Đó, xem là bao giờ đèn đỏ nha anh. Rồi nó xong rồi. Trời ơi, không sao anh trai ơi. Xe em lâu lâu có khuyến mãi cảm giác mạnh thôi. Không có gì cả, không có gì cả. Đừng lo. Có một cái vị khách mới nữa à ta. Như là mình rước được hai khách luôn nè các bạn. Ok. Rồi đi sửa xe lại cái. Đi rước khách mới cho nó an toàn. Như vậy là mình rước một lần hai khách luôn các bạn. Cái mod Uber này ok đấy. Ôi trời. Anh này mặc áo dài, anh này cũng mặc áo vàng nữa. Mà anh nớp anh mập à. Lên xe đi anh trai, chần chờ gì nữa. Lên đi.
anh chạy chạy mô tô đợi em xíu nha, đây em rước hai anh này ấy. Đó, hai ông là siêu nhân vàng luôn. Bây giờ quay đầu xe lại đúng không? Ok ok, đi thôi. À, ơi, mở anh một nơi nữa. Rồi đưa anh này tới đây trước, rồi xong đưa anh kia lên tuốt trên này. Rồi ok, chơi luôn. Hai anh nhớ đeo dây an toàn nha. Quay, không biết có anh mập ngồi lên xe mình, gọi là cái trọng lượng xe nó có được tăng lên không, để mình ôm cua cho nó gọi là mượt mà. Nào, ôm cua. Ôi trời đất ơi. Rồi, cảm ơn anh trai. Trời ơi, tưởng đâu lật xe rồi. Hên quá, được có anh trai gọi là anh đuổi phát là lật lại chạy tiếp tục. Ui, lâu lâu khuyến mãi cho mấy anh trai, trò chơi cảm giác mạnh thôi mà, đâu có gì đâu, bình thường thôi. Đây là dịch vụ của bên xe của em. Đây, tới nơi. Đây. Đây, cảm ơn anh trai nha. Trời ơi, anh mập anh xuống rồi. Anh mập sao đóng cửa cho em anh mập. Trời, anh đánh giá mình có 3 sao các bạn, phải chứ. Rồi giờ mình đưa cái anh kia lên tiết trên kia nữa. Ê, ê. Trời ơi. Sao ghê anh trai chứ. Nhưng mà mình đi lên tiết trên này luôn à. Xa thế chứ. Đi xa xa vậy là anh phải bo cho em nha. Chứ mà đi xa mà không bo kỳ lắm luôn ấy. Anh mập anh không đóng cửa cho mình luôn các bạn. Khổ thân này chứ. Đúng là thánh lặc có khác các bạn. Chạy tới đâu là lặc tới đó. Ôm cua nào là lặc cua đó. Vô 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 vô. Vô 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 vô. Chạy 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 chạy. Ôi ôi, các bạn thấy mình lách kinh khủng không. Ôi lại có khách mới đó kìa. Có khách nào gần đây không? Gần đây thì mình rước luôn. Ê ê, ui ui ui. Trời ơi, đây các bạn thấy không? Mình càng ngày càng gọi là xử lý đỉnh cao. Anh trai đợi em xíu, em rước khách gần đây nè. Xe em chạy xe xe taxi dù mà. Có khách đâu em rước đó hả? Lên anh trai ơi. Mày ngồi bên này kế anh áo vàng đi. Từ từ, để mình coi coi. Anh này anh lại gần hơn nữa. Bắt cái đấu vàng ngồi đợi mình chạy những cái chuyến xe vãi ơi, gọi là chuyến xe dù á. Rước khách dọc đường. Giống như kiểu mà xe khách đấy các bạn, xe buýt ấy mà rước khách dọc đường ấy, còn cái này là gọi là taxi rước khách dọc đường. Ồ, anh này đến trung tâm thương mại à. Đấy rồi. Ghé đâu anh trai? Ê. Ôi giời, xém lặt rồi. Cảm ơn anh trai nha. Không ông nào mà xuống đóng cửa cho mình hết trơn ấy các bạn. À thôi, mình không nhận khách nữa nha. Mình đưa anh trai này lên chở. Nãy giờ anh đợi mình hơi bị lâu luôn rồi đấy. Mình lên level 3 rồi các bạn. Ê, rồi, rồi xong rồi. Cảm giác mạnh đó anh trai ơi. Không sao cả. Bây giờ trời nó đã chiều luôn rồi các bạn. Chiều buông xuống rồi. Đây rồi, quẹo trái, quẹo trái. Khán đưa anh trai này lên trên kia ra, cho ảnh tới nơi rồi các bạn. Nãy giờ cứ là câu thời gian ảnh gọi là kiếm khách thêm. Ê, hai ông nội nó chạy cái gì. Hai thằng đụng nhau luôn à. Ôi, anh trai này anh đi đâu mà xuống tận cao tốc như này ta. Ui. Đây, các bạn thấy bình thường thì xe khách sẽ lách những xe khác, còn bây giờ mình lách tới ngược lại xe khách lại. Ôi ôi, anh này anh lên tít trên này luôn các bạn ơi. Đi đâu mà dữ vậy anh trai? Không sao, không sao. Lách xe đỉnh cao mà lo gì. Ôi ôi, leo lên tới trên núi luôn. Anh đi đâu mà anh đi dữ vậy? Chuyến này là bo em phải nhiều nhiều một xíu nha. Mặc dù em đi hơi lâu tí nhưng mà lên tới đây cũng xa lắm đấy. Trời ơi, anh đi mua trái cây hay sao ấy? Ở đâu vậy? Ở đâu? Tới nơi chưa anh trai? Hình như là bên kia thì phải. Anh trai muốn xuống đây đúng không? Rồi, trời ơi, xuống còn chữ mình cái nữa. Làm gì chữ em anh trai? Anh trai, làm gì chữ em? Chở anh tới đây mua trái cây. Ừ, cái gì vậy? Ồ, nó kêu mình sell game không? Xe em chạy đỉnh cao gì anh còn chửi em nữa. Ôi, ông này là ông chủ sạp trái cây các bạn. Hay là ông đi mua trái cây vậy ta? Có ai bán đâu mà mua, khổ ghê được chứ. Cảm ơn anh trai nha. Rồi, có khách mới các bạn. Khách mới này đâu vậy ta? Trời ơi, khách gì tuốt trên núi vậy? Phải mua được trái cây không anh trai?
có ai bán đâu mà mua, để em dẹp luôn cái sạp trái cây này. Đụng cái không còn trái cây nào hết trơn cơ mà. Sửa xe lại cái nào. Rồi lên đây rước khách cái nha các bạn. Sạp trái cây bán nhưng mà để giữa đường không ai bán hết trơn. Chủ tiệm nó mất tiêu. Trời ơi, ông nội ông đứng giữa đường đón xe khách luôn. Nè, lên anh trai. Rồi sao trong lạng đứng ra giữa lộ đứng vậy trời. Rồi cái gì vậy, không biết đường lên luôn à. Thôi cái cửa đó thì ba mở cửa lên thôi, không biết đường lên nó mới ghê. Rồi để mình coi coi, anh trai này thì anh đi về ngược lại thành phố. Ok. Đi là đâu trên núi này đi kiếm khỉ anh này hay gì ấy. Để mình vô trong mình lái cho các bạn xem. À, anh lên anh kiếm khỉ gì anh trai. Ê ê ê. Xém ăn luôn cái núi rồi. Kiếm khỉ trên này nè, bởi mới lên tới trên núi trên này nè. Anh trai muốn em gọi là xuống núi lẹ cho anh trai không? Em phóng một phát từ trên đỉnh núi xuống dưới luôn. Ok, để em đưa anh trai đi xuống dưới lẹ lẹ nhá. Mình sẽ đi đường núi này, mình đưa anh trai xuống cho nó lẹ các bạn. Ôi dồi ôi, đây là màn đêm buông xuống trên cái thành phố này nha các bạn. Ui, đèn lên đẹp phải. Rồi, đây là đường tắt, em sẽ đưa anh trai đi, an tâm. Đến nhanh luôn. Tôi xong rồi. Ơi, đất ơi. Rồi, ok các bạn ơi, mình đã xuống được đường lộ thành công rồi. Banh xe nữa rồi. Đây, 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 có đường xuống nhanh nữa nè anh trai. Có đường xuống nhanh nữa nè anh trai ơi. Anh trai ơi, anh trai ơi, anh trai ơi. Rồi tao xong mà bắt mẹ cái đèn luôn rồi. Hư cái đèn luôn rồi các bạn ơi. Vậy đâu, mẹ bên đây à. Hư đèn luôn rồi. Chả anh trai đi nhanh mà hư đèn luôn rồi. Xe chạy muốn không nổi luôn rồi, mớp luôn mẹ đằng sau luôn rồi nè. Chữ Vinasun nó méo xẹo luôn rồi nè. Xe mình nó kêu nó muốn chạy không nổi luôn rồi các bạn. Cái động cơ nó bị ảnh hưởng, bị hư luôn hay sao ấy. Rồi tới thành phố đến anh trai đi lẹ không, chứ nãy mà em mà chạy đường kia một cái là rất là xa luôn. Ôi ơi, thằng quỷ taxi đó. Vô. Ây giờ anh trai ơi, đến giờ anh trai ơi, ôm cua cho anh trai coi. Em sẽ ôm cua cho anh trai coi. Ôi trời ơi, rồi thôi xong bà nó luôn rồi. Ơi ơi, mình tính drift thử các bạn mà không được. Ôi trời, đây con chiếc Vinasun mà màu vàng nè các bạn. À, bên này cũng có chiếc Vinasun nữa nè, mà màu vàng hết, mấy cái xe này màu vàng không mà các bạn. Chở anh trai xong đợt này về lỗ luôn các bạn. Ui, vậy mà vẫn đánh giá mình 5 sao các bạn. Phái chương. Vậy mà vẫn đánh giá 5 sao, kiểu là đến nơi rất là nhanh, mặc dù là hư xe các thứ. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Mình sẽ đi vào trong thành phố cho các bạn. Đó, đây là thành phố về đêm. Mình sẽ rước khách vào ban đêm cho thành phố này. Nào, có ai đi xem không? Ai có chiếc taxi màu vàng nè, đổi xe đi. Xe này không may mắn gì hết. Đổi qua Vinasun màu vàng đi các bạn. Anh trai, xe đẹp ấy. Ơ kìa. Sao đuổi khách xuống luôn các bạn. Ủa, sao nó lên phía sau vậy ta? Không không, em nó có đi xe anh làm gì? Em tính lấy xe anh luôn ấy, chứ em đi xe anh làm gì em? Xuống đi anh trai. Nói gì mà còn không hiểu nè. Anh trai tưởng mình là vị khách may mắn của anh trai đó. Anh đang chở khách, mình lôi khách anh xuống luôn mới ghê chứ. Rồi mình sẽ đổi qua Vinasun màu vàng nha các bạn. Sao mà lên đây đổi xe mà không có khách đợi chơi người ta. Chết rồi, cuộc sống bất hạnh vậy các bạn ơi. À đây mới nhắc, có khách. Rồi, quay lại rước khách. Đổi xe màu vàng rồi. Mong may mắn sẽ đến với chúng ta. Ui, hình như hai khách luôn thì phải. Ơ, một khách à? Ê. Đâu, khách này à? Vô anh trai ơi. Chỗ người ta rước khách mà đứng đâu đây vậy? Chạy liền. Rồi tới ông nội này không biết đường lên xe à?
cái cửa đằng trước bấm mở ra là lên anh. Trời ơi, mắc chỉ nữa. Rồi mình sẽ đưa khách lên trên kia sâu xa chứ vậy. Một tiết đằng kia luôn. Đến một cái gọi là cái nơi tên là Beacon Clothing gì đấy. À đi đường dưới, quên. Các bạn nhớ cái cầu này không? Cái cầu này mà đi trên là bay nữa đấy. Hồi nãy mới bay lần rồi đấy. Đây đúng cái chỗ này luôn nè các bạn, nhìn nè. Nó có cái chỗ mà nó lủng đó các bạn thấy không? Ui lách kinh khủng thiệt. Lách xe quá đỉnh. Đỉnh của chớp. Cái chỗ này quen thế nhở. Như cái chỗ bán quần áo không? Hồi nãy anh trai kia anh có... Đó đây nè. Ôi giời ơi, vậy mà đánh giá có 4 sao vậy anh trai? Em lấy anh đến nơi nhanh vậy. Anh cho em có 4 sao vậy? Trời ơi anh trai. Nhìn trong này bán đồ rồi bà. Ơ, đóng cửa rồi. Ôi, tính vô mua đồ mới mặc. Mà đóng cửa rồi các bạn. Khổ vai. Rồi. Tiếp tục, hành trình. Ôi, nhìn đây là cái bến xe buýt đúng không ta? Ui cảnh sát ở đâu vậy? Ui xe cứu thương cái cú á, cái anh hồi nãy sao ấy. Đây là cái bến xe buýt nè các bạn. Chỗ này có cái ATM hay gì? Ồ cái này như là kiểu là cái chỗ bán vé ấy. Ở đằng kia có cái cây bán nước rồi lại lấy nước uống các bạn. Thôi tối rồi làm nhiệm vụ gì mà làm hoài vậy? Cho người ta nghỉ ngơi với. Thôi ghé uống miếng nước coi nào. Hôm giờ mình đang định kiểu là mình mod xe buýt chạy trong thành phố chơi các bạn. Nếu các bạn nào muốn thì mình sẽ làm cái mod chạy xe buýt trong thành phố cho các bạn xem nha. Rồi uống lon nước đi. À uống lon nữa. Rồi lon nó đi cho nó ngon. Rồi ok. Quá ngon nước ngon. Nào, mình sẽ gửi một vị khách cuối cùng nữa nha các bạn. Đây, anh coi vị khách này cũng khá là gần mình nè. Tổng đại nói cái gì hoài luôn ấy. Đâu? Anh trai nè. Lên anh trai ấy. Lên xe anh trai. Vậy nào anh trai, anh đi đến cái Gove Street, cái đường tên Gove gì đấy. Nhỏ thời gian an toàn nha anh trai. Rồi đi buổi đêm này là đeo dây an toàn nữa nha. Đường trống là em giọt hơi bị đỉnh luôn á. Em giọt nhanh lắm ấy. Đó, để cho anh trai thấy ghê chưa. Đó, thấy chưa. Khi mà mình đưa khách đến nhanh đấy các bạn. Thì hình như là mình ôi chết cha, sao đi đâu vô đường gây xe lửa luôn vậy trời. Hãy thôi vô đường gây xe lửa luôn ạ. Rồi sắp tới rồi. Ui hình như cái chỗ anh trai này là một cái hẻm cục. Cái hẻm cục với các bạn. Mình đưa anh trai đó vô đó luôn. Trời ơi. Đây các bạn, đây là cái hẻm cục nè. Đâu anh trai xuống đâu? Đâu xuống chỗ nào? Đây luôn đó. Cảm ơn anh trai nha. Đây là khu toàn dặn chơi không đấy nha các bạn. Các bạn chỉ cần nổ một tiếng súng thôi. Đấy là nó sẽ gượt nó bắn chúng ta. Ui dùi nó chưa. Các bạn làm nó có súng đây. Mày có súng, tao có súng hả mày? Mày có súng tao có súng hả? Mày nguyên cái khu luôn nha các bạn. Không phải là mình nên cái gì vậy? Sao bị cảnh sát gượt nữa? Trời đất ơi. Còn cái gì mà gọi là chọc tụi giang hồ mà bị cảnh sát dí nó là sao trời? Anh taxi đúng gọi là không may mắn tí nào rồi các bạn ơi. Chạy vô đây. Ê, đừng lật xe. Trời ơi. Tự nhiên cái mình bị cảnh sát dí luôn hả? Tìm đường trốn thôi các bạn. Cảnh sát đang dí khắp mọi nơi các bạn ơi. Đừng bắt em. Em xin, em gọi là đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Đừng bắt em mà. Trời ơi.
Rồi thôi xong rồi. Ơ chạy 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 bỏ xe chạy. Ơ như là chốt thành công rồi thì phải. Ơ chốt thành công rồi các bạn ơi. Vô bãi phế liệu không ai biết luôn mới ghê nha. Rồi ok trời chơi ngu không. Chọc tụi giang hồ bị cảnh sát dí. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái chiếc xe taxi Vinasun này xong. Và các bạn nào thấy video của mình hay đi, đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như bạn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Và bạn nào muốn tải cái bản mod này của mình thì có thể là xuống phần miêu tả để tải cái bản mod Vinasun, chiếc taxi Vinasun, hay là muốn tải cái mod Uber ấy các bạn, thì các bạn xuống dưới click vào link tải đưa đến cái trang web tải mod.com để tải nha. Còn dành kết thúc video đây, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.